Nhật Nguyệt Vi Dịch, Công Nhu Tương Hợp, Hỗn Độn Giao Tiếp, Thông Minh, Tự Lai. Kiếp số cái tường này đã tận, kết đan rồi đây này. Muốn thử độn thuật. Lần này đạo hữu kết đan, động tĩnh lớn thật đó. Xem nữa tinh cung tới tuần tra đấy. Loạn tinh hải, trong thời gian ngắn, khó ổn định lại. Còn khá nhiều nguyên liệu thu thập khi ra ngoại hải săn yêu. Chuẩn bị luyện pháp bảo thôi. Lão Phu nghe bảo, trước đó đạo hữu có tìm kỳ dị linh trúc. Trong số hàng bị cướp lần này, vừa hay có một khúc thiên lôi trúc. Triệu Mỗ muốn mời hai đạo hữu lên hết đảo, trợ giúp Diệu Ân môn ta. Thông Minh, rồi cũng bị Thông Minh làm mờ mắt. Lần này Diệu Âm môn chơi lớn quá, mời cả lão quái xích hỏa của Nguyên Quy đảo. Các vị đạo hữu, tên tặc khấu đang trốn ở đây. Trả mạng cho đệ tử tông ta. Phàm nhân tu tiên, tinh hải phi trì. Đón xem Phàm nhân tu tiên thuyết minh vào trưa thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2023 trên website angocreview.com.